Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ mình đang chuẩn bị đi làm. Hôm nay là chủ nhật, làm thêm. Bây giờ đang đứng ở trước cửa để đợi xe tới đón. Nên là quang cảnh xung quanh buổi sáng ở chỗ ký túc xá. Đây. Đấy, ký túc xá đây. 6:30 là xe tới đón này, đi làm, đang chuẩn bị đồ đạc rồi đấy. Anh em đang đợi chuẩn bị đi làm. Có gì đây hiện á, chiếc bồn đi đây đoàn chia tay dưới công trình mình đang làm ấy, đang thi công tầng hầm. Cái tòa nhà này rất là rộng các bạn ạ. Mấy cái thanh ngang, sắt ngang là chỉ là giá đỡ để thi công tầng hầm. Đây còn sang cả bên này nữa các bạn. Sang cả bên này. Cái trên này chỉ là giá đỡ thôi. Đang làm sắt ở tầng hầm. Mình vừa tới chùa làm xong thì có cái chị ở công ty, chị rủ đi chị rủ đi mua nước uống cho công nhân ra Family Mart. Bây giờ lại tới đây mua nước uống các bạn. Đấy là mua các loại nước ngọt, bây giờ lại mua nước đóng chai. Xin chào cả nhà nhá. Đi mua nước uống về cho anh em. Hai anh em mình đi lấy nước đóng băng, nước đá để uống. Công trường ngổn ngang. Cả nhà ơi, bây giờ đến 11 giờ trưa là mình đi ăn cơm. Đấy. Bây giờ đang sắt tầng sàn. À.
Dạ, anh em mình đang lên ăn cơm. Ở dưới tầng hầm này thi công nó hơi khó, bởi vì nó có cái giá đỡ để nên đi cứ phải cúi, không nó cọc vỡ đầu. Anh em mình ra đằng kia ăn cơm, lấy cơm. Liên tục. Bây giờ đến giờ ăn cơm trưa của anh em. Đây. Đây. Gà. Rau cây ăn cho mát hả? Nắm ruồi. Anh em làm vất vả không? Vất vả. Rồi anh đổ cho lên trên này. Thôi, đã cần. Một thằng mặt nè. Số hướng xuyên chứ. Anh em ăn cơm xong bây giờ đi tìm chỗ ngả lưng một chút. Okay. Sau khi nghỉ trưa thì anh em chúng tôi lại bắt đầu công việc buổi chiều của ngày Chủ nhật. Giữa rồi đến giờ tan ca của anh em mình. Đây, mọi người đang chuẩn bị về. Xin chào cả nhà nhé. Mình tan ca rồi. Không đâu.
5 rưỡi anh em chúng tôi tan ca, kết thúc một ngày làm việc vất vả. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Nhân xe về thôi.